Rồi đây là AC màu 2 đến với thủ chim sẻ ở trong trận đấu này. Đây là bãi quả đầu, ui hơi dốc anh em nhờ. Quả đầu hơi dốc. Hơi đáng tiếc khi trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta không có được bàn máy thao tác tay của game thủ Dưa Chua. Chào anh Phạm Đạt nhá, chào anh Trần Minh Quang. Còn anh Cuti Conan đã gửi đánh sẻ 75 sao. Chào anh Hòa Nguyễn. Quá hay, chào anh Đông Phạm nhá. Một bãi quả đầu 6 cây chim sẻ gỗ đầu trận này là hơi xa dành cho chim sẻ nào với bài đấu này. Như vậy là Tiểu Thí Ngư đang người nhanh dân nhất, còn 3 game thủ còn lại đều 7 dân. Sẽ đang chuẩn bị ra con dân thứ 8 rồi. Vậy anh Ngư nhanh dân nhất trong cả 4 game thủ, còn lại 3 anh em khác thì chậm dân một chút. Tất cả đều 8 dân. Bước đi dò đầu tiên. Trận trước là một thế bài rộng đi, chim sẻ nắng đồ ăn xấu khiến cho sẽ quyết định đi dâng Nga. Bài đi đầu kích 11 và vẫn có thể giành chiến thắng ở trận đấu vừa rồi. Còn trận đấu này thì sẽ đã có một cánh rừng thông và một bãi quả phụ hướng về sắp hết bản đồ cho anh Trần Việt Cường nhá. Hello anh em. Bây giờ ta cần đó là đồ lùa về, nó một bầy hươu ở hướng lên mặt 12 giờ. Hy vọng trên mặt này thì sẽ có thêm cả những con voi đi chim sẻ nữa. Có thêm một cái rừng thông hướng lên mặt 12 giờ rồi. Trận này thì gỗ đầu xa quá nhờ anh em nhờ. Gỗ đầu hơi xa. Quả phụ thứ hai luôn. Đưa cái thủ chim sẻ. Bãi quả giữa hai nhà. Đấy, bầy hươu được đưa về, bầy hươu 5 con. Sát mép với cánh rừng, bây giờ tôi cần rất cần những con voi này. Thực sự chúng ta cần voi. Với hai cánh rừng này thì không biết là sẽ có tự tin đánh tại nhà hay không. Còn lát nữa chúng ta sẽ biết. Chào anh Nguyễn Văn Đàm nhá, chào anh Hộp Thư Bảo Mật nhá. Chào anh Nguyễn Hồng Dương đã gửi tặng chim sẻ nắng 100 sao. Chào anh Nguyễn Thế Hiếu. Đấy, bầy hươu đã đưa về đây chim sẻ rồi, đi dò để gặp sư tử. Không chết dần và sẽ kéo dân về sớm thôi. Có chết hay không đấy nhỉ? Tôi đang không nhìn thấy con dân ít máu nào cũng sẽ. Rồi giải quyết 4 con hiêu ở trong tân này. Hiêu 4 đến từ cái thủ chim sẻ. Chào NV Đạt, hello em. Phán chuẩn xem có voi không ạ? Bài này thì nếu mà dò trước cửa nhà thì kiểu gì cũng sẽ có voi thôi. Chết một dân thì gặp đôi sư tử. Rừng hơi xấu anh em ạ. Mặt đóng S đẹp thì nó lại không có ở cái rừng này. Rừng kia mặt S đẹp thì lại quay về mặt 9 giờ. Bây giờ gặp đôi sư tử à? Sẽ quay đi rất nhanh thì em cũng chưa kịp nhìn. S đầu sẽ đóng ở rừng dừa này thôi. Cái rừng thông này gần nhà nhưng mà nhìn nó xấu quá. Đây vị trí đóng S đầu đến từ chim sẻ nắng. Giữa hai cánh rừng. Cố gắng khai thác gỗ sớm để chúng ta có thể thiết kế trước nhà BG ăn quả phụ bên ngoài. Với hai bãi quả phụ ở trận đấu này sẽ không đi dò nữa rồi. Thấy đi dò chết dân là không đi dò nữa luôn. Một bầy hiêu và hai bãi quả phụ đến từ chim sẻ là đủ để có thể ép đời. Bài này có thể đánh 27 dân trừ 1, 26 dân trừ 1 gì đó. Nên đời lại cộng thêm dân. Chào anh Phùng Toàn nhá, chào anh Nguyễn Trường Sơn. Ê, thời điểm mà đang chuẩn bị ép đời nên cứ từ từ anh em ạ. Lát nữa thì mình sẽ cố gắng giao lưu với anh em nhiều hơn khi mà hết trận. Và đây là bãi quả phụ dành cho game thủ chim sẻ. Và trận này thì vẫn giống như trận trước, sẻ quyết định đi dâng Nga. Trận trước thì đồng đội sẻ đã không làm chúng ta thất vọng. Và trận này thì sẻ sẽ tiếp tục là một bài đấu đi dâng Nga. 8 phút 27 với bài 27 dân trừ 1 đến từ chim sẻ. Cả hai trận đấu đầu tiên ở trong nội dung 2AC này thì chim sẻ thắng đều trên 1 dân. Trận này sẻ thắng tặng sẽ tặng bình luận viên 100 sao. Ok anh Kim Văn Ngọc ơi. Dưa Chua là người Trung Quốc anh em. Có thêm bầy hiêu con voi đấy, giống như những gì mình đã nói với anh em là dò giữa bản đồ này kiểu gì cũng sẽ có voi trước cửa nhà thôi. Rồi giải quyết thêm bầy hiêu 4 đến từ cái thủ chim sẻ và cắt hai dân đi dâng. Cái này thì sẽ gặp màu 3 từ cái người cánh của anh Dưa Chua là màu 1 rồi. Sẽ bắt đầu báo cho Dưa Chua biết. Không sẽ nói gì ấy nhỉ? Một P Badian tức là một P ở cánh cánh của ấy đấy à, cánh của anh Dưa Chua đấy à. Có anh nào vừa gửi tặng em 50k nhé, thank you anh rất nhiều. Bắt phở luôn, bú luôn. Rồi, đây là BA đến từ chim sẻ.
Gỗ đóng BM thì chưa có. Nói chung đây là bài đấu mà xem lại kích 11 đến từ chim sẻ không? Mình nghĩ là kích cuối 10 thôi, không sang đến 11. Cuối 10. Cộng 1 dân và kích đời ở 10 phút 57 đến từ chim sẻ. 27 dân trừ 1 rồi lại cộng 1. À 11 3 giờ. Ok anh em. Nâng cấp thật gỗ, nâng lại rồi. Sau đó làm thêm trước nhà VS nữa, tí nữa ăn thêm cả một vài con hiểu đây. Hai trận đấu liên tiếp sẽ phải đi ra Nga buổi tối ngày hôm nay rồi. Trận trước ra Nga, trận này cũng đi ra Nga. Tám tám là ra Nga anh em. Tám đi ra Nga, đi ăn hoang. Thêm một đôi voi nữa trước cửa đến từ chim sẻ. Quả này thì hết rồi. Rồi con voi này về BS này ăn thôi. Nhìn mấy con dân đứng như đứng chơi nhìn ngứa mắt quá. 2A cố gắng tăng A và sẽ hỗ trợ cho anh Dưa Chua bằng việc đó chính là xúc qua nhà của game thủ chiến tướng. Ở bên trận này game thủ chiến tướng có đi ra Nga nữa hay không? Có anh Lê Văn Trung đã gửi tặng chim sẻ tháng 7 làm sao nhá. 3A đây rồi, và đây là BA thứ 4 để game thủ chim sẻ. Lên đời xong được mấy xe. Không nhìn thấy cái bãi quả nào để có thể đi ăn hoang em ạ. Ảo thật. Rồi như vậy là game thủ chiến tướng cũng đã phát hiện ra BA đi dâng sẻ rồi. Như vậy là dâng 5A đến từ game thủ chim sẻ nào. À đây có bãi quả này ngon. Múc bãi quả này luôn. Rồi. May quá phát hiện bãi quả này thì xin phép là mút luôn. Dâng 5A trận đấu này. Trận trước dâng 4A, trận này dâng 5A rồi. Có tí khởi sắc. Ái da, lại ra chốt, lại ra chốt. Không được, không được. Không được anh ơi. Rồi, có bánh xe và anh chiến tướng đang đập dân của chim sẻ nhà. Ta có bánh xe rồi, chúng ta cũng đập thôi. Tận đường đầu tiên 5A. Ăn được một dân của chiến tướng luôn đấy chim sẻ. Đây là nhà của tiểu tướng ngư. Ôi thôi. Khả năng bị khóa đấy anh em ạ. Khả năng bị khóa đây này, chạy đi. Chết mất một dần đến chim sẻ nắng rồi. Và tiểu tướng ngư cũng mang cung R ra khu vực nhà BA đi dâng sẻ luôn. Rồi chạy thôi. Cố gắng đen E để giữ cung R lên chim sẻ và sẽ lại bị chốt E vào BA của mình. Thì phát hiện BA đi dâng đã bị khóa ngay được. Hy vọng là game thủ Dưa Chua sẽ có quân để kết hợp cùng chiến thắng xúc vào nhà chiến tướng sớm. Sau đó đưa về thế mà sẻ và chiến tướng cùng bay nhà. Còn tiểu tướng ngư sẽ cân với đó chính là game thủ Tiểu tướng ngư sẽ cân với đó chính là game thủ chiến tướng sẻ thăng lai 3-3. Tiểu tướng ngư sẽ cân với Dưa Chua. Đúng quá. Đánh Trung Quốc tên giống giống nhau. Đang bắn vào ruộng chính của game thủ chiến tướng đến từ chim sẻ. 25 11 này đang có một thế bài cũng rất là rộng. Và chắc là ở mặt 12 giờ xuống nhà của người cầm 1 thì màu 8 cũng đang lao vào rồi. Bây giờ thì sẽ chuyển hướng sang móc nhà tiểu tướng ngư. Nhưng qua thế bài của hai game thủ bên kia đối bạn cũng rộng và dễ móc máy thôi. Như trận đấu trước thì các bạn có thấy khả năng móc máy chiến thắng đang là cực kỳ đỉnh cao rồi. Và trận này tiếp một trận nữa mà sẽ đóng BA ở giữa hai nhà bên phía đối phương để có thể có tình huống công phá vào nhà đối bạn. Nhưng tiểu tướng ngư đang ra để đốt BA đi dâng chiến thắng luôn. Anh ngư không muốn viễn cảnh của trận đấu trước xảy ra trong trận đấu này nữa. Trận trước thì tiểu tướng ngư bị móc hết cả dân luôn. 37/44 dành cho anh thủ chim sẻ. Chiến tướng vẫn đang thủ được nhà của mình. Sẻ vẫn đang có một tân quân ở bên trong như là cái nhọt ở sau mông nhà chiến tướng. Đây thì sẽ phải tìm vị trí nào khác đóng A mới thôi. BA đi dâng của sẻ bị khóa thôi. Gỗ đang khá nhiều đến từ cái thủ chim sẻ. Và chuẩn bị có những tình huống tăng A mới. Bây giờ chuyển sang đóng A tại nhà. Khi mà BA đi dâng đã bị đốt hết. Đấy, chuyển sang đóng A tại nhà thôi. Không biết là cái bên kia thì Dưa Chua có đẩy gắt được nhà của game thủ chiến tướng hay không đây. Vâng, tham lai là 37 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Đang móc vào cả ruộng chính của tiểu ngư và chiến tướng. Và hy vọng anh Dưa Chua có thể đẩy gắt được nhà của chiến tướng ở trong trận đấu này luôn. Thậm chí tiểu ngư không đưa quân đi quản nhà sẻ, chỉ đứng ra đốt BA của sẻ, muốn sẻ để cho sẻ muốn làm gì thì làm ở nhà của mình luôn. Đây rồi, anh Dưa Chua đến rồi. Và vẫn có cung là móc ruộng chính tiểu ngư. Các bạn nhìn thấy ruộng của tiểu ngư đang có phải nói là cực kỳ đông. Tiểu ngư sở hữu ruộng rất lớn rồi.
lực khỏe, bắt vào những bãi gỗ này và tiểu tinh ngư đã mang quân sang để đỡ nhà cho game thủ chiến tướng. Sẻ thì vẫn đang miệt mài với công việc của mình, đó là móc máy vào nhà của game thủ tiểu tinh ngư và chiến tướng. Chỉ đi móc thôi, số lượng quân sẻ không đủ để có thể đấu quân với bạn. Cảm giác như là diễn viên phụ ở trong trận đấu này vậy anh em ạ. Hai trận đấu đầu tiên cảm giác như là diễn viên phụ không được đóng vai chính. Tham lai 42 đến từ chim sẻ nắng với một bài dâng hai và đang cố gắng để có thể đấu quân với tiểu tinh ngư. Sẻ cũng đã có được cái trận gỗ 2 cho mình trong trận đấu này rồi. Đây, tiểu tinh ngư đi quân sang để thủ nhà cho đồng đội thì sẻ đang móc được, và bây giờ thì tiểu tinh ngư cảm thấy nóng mắt với chim sẻ nắng và đưa một tên quân to để sang xúc vào nhà chim sẻ. Một tên quân rất to đến từ cái thủ tiểu tinh ngư đang lao sang, nhưng trên bản đồ con thì các bạn thì nhìn thấy là màu 8 anh dưa chua đang kết hợp trận này, và tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho chim sẻ nắng và game thủ dưa chua. Cảm giác những trận đánh bằng rất là liều tìu với chim sẻ nắng thôi, nhưng chiến thắng vẫn có, và các bạn thấy sẻ ngồi cười có vẻ như dưa chua đang rất khỏe trong buổi tối ngày hôm nay. Và 2-0 cho chim sẻ nắng và game thủ dưa chua. Và diễn viên phụ anh em ạ, diễn viên chính trong vai quần chúng đấy, kiểu kiểu vậy, đi móc máy thôi. Và tỷ số nâng lên là 2-0 cho chim sẻ nắng và dưa chua. Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây.